Rồi Nhân xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang quay một cây lan. Thì đây là một cây chầm gồng đỏ. Thì mình vừa giao lưu một anh ở Kiên Giang, giao lưu với ảnh một cây dừa bonsai và trao đổi một cây lan. Thì cây dừa mình đã ship cho ảnh rồi, thì hôm nay mình mới nhận cây lan về. Thì vừa đập hộp mở gói nè, vô lưu chơi cho vui hết mọi người. Đây là một cây chầm gồng đỏ, để mình cắt dây á, chưa cắt dây nữa còn dính trong nè. Cây đang ra hoa luôn hết mọi người. Cứng quá. Để phải cắt cái đôi phía sao mới được. Xong rồi. Cây đang ra con luôn. Đây. Cây chầm gồng đỏ đang ra hoa. Giờ đang lú con. Cây này có lẽ trồng cũng hơi lâu rồi. Đây rễ nó cũng đã bám vô trong cứng chừng ha. Bám vào giá thể nè. Nó mọc cứng chừng. Đó, rễ nó bò ra tuốt ngoài này luôn. Đó. Bông bên đây nó hơi bị dập rồi. Bông phía dưới nó hơi bị dập. Bông phía trên thì không sao. Em hửi thử thơm không? Wow, thơm quá mọi người. Hửi cái sức thơm nó rất là kinh khủng. Rất là dịu, dịu nhẹ, rất là thoải mái. Quá đã. Mới đổ cây lan nè. Đối với cây dừa của anh kia. Giường trước một chậu. Đổi chơi. Giường trước chậu trắng. Chầm gồng đỏ. Cây này kêu cây gì quên mất tiêu rồi. Có một cây con đang lên. Cây này chắc ảnh ghép vô quá. Giá thể đằng sau có ghép thêm mấy lớp nữa. Cây này giờ treo lên tưới nước là tốt phà phà. Thưởng thức lan luôn, có bông luôn. Rồi mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha.